Xin chào mọi người, mình là Chris đến từ Sonic. Cầu đi phượt và sử dụng xe mô tô để đi xa khá là nhiều sẽ cần đến một cái túi hành lý. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái túi đến từ nhà Mark Fox. Đây là Mark Fox Roadster. Một con túi mà mình khá là bất ngờ vì đây là hàng Việt Nam. Về dung tích thì nó có hai bên là 20 lít, nghĩa là anh em có tận đến 40 lít cho hành lý của mình. Và về tải trọng thì mỗi bên sẽ là khoảng 6 kg. Theo mình là khá đủ cho những chuyến đi mà anh em, những chuyến đi ngắn ngày. Về những Mark Fox, theo mình cảm nhận ban đầu ấy thì nhìn chất lượng của nó mình khá bất ngờ vì hàng Việt Nam bây giờ làm mình thấy rất là tốt nha. Có tận 3 lớp và chống nước. Và thời gian chống nước cho mỗi con túi này thì theo nhà sản xuất công bố là khá là lâu, đến tận 2-3 tiếng. Phần hoạt động của con túi này thì theo mình nó chỉ cần anh em chỉ cần mở ra và chất lên yên xe thôi. Nói chung là khá đơn giản và nhanh gọn. Một điểm hay của con túi này ấy, thì ở sản xuất thông báo là nó không cần phải đến ba ga hông mà anh em có thể gắn được rồi. Ở trên thị trường hiện tại thì mình thấy lúc nào mình thấy là những cái mẫu túi lúc nào cũng phải có phần ba ga hông hoặc là những cái phần đệm. Chúng ta có cái mẫu này anh em có thể đặt trên yên xe phía sau, không cần phải ba ga. Nếu mà so sánh, nếu mà anh em sử dụng với thùng ấy thì mình thấy nó nhẹ hơn thùng rất là nhiều. Và nhẹ ở đây là nhẹ về cả trọng lượng và nhẹ về cả tiền nữa. Đánh giá cao về nó là cái độ tiện lợi của nó. Anh em nếu mà về thùng anh em phải xách đi, mở thùng ra rồi xách thùng lên, nói chung là nó khá là cộ. Thì ở đây anh em sử dụng cái túi này anh em chỉ cần đặt lên yên, và khi nào mà anh em cần lấy đồ hành lý anh chỉ xách lên và đi thôi. Nó rất là nhanh và gọn. Và đồng nghĩa với việc đấy cũng là một nhược điểm của nó. Nếu như mà anh em đặt lên một cái con túi này phía sau yên ấy, anh em dừng chân ở đâu, anh em uống nước hoặc là anh em dừng nghỉ mệt ấy, mà anh em không có để ý quan sát cái túi này thì rất dễ dàng hành lý anh em có thể dễ bị trộm. Trộm gần nhất lên đi và đi thôi. Mình thấy nhà sản xuất có nói là nếu như anh em mà không có cái ba ga phần hông thì vẫn có thể gắn được, vì anh em có một phần dây màu đen ở giữa có thể cố định để có thể nối lại hai bên túi. Anh em ngồi ở phía sau yên mà có người ngồi sau thì cái phần dây này sẽ cộm lên rất là nhiều và cấn những người ngồi sau khá là khó chịu. Cho nên là cái giải pháp ở đây theo mình nghĩ là anh em sẽ phải mua thêm một cái phần đệm cho người ngồi phía sau. Với ba lớp chống nước như vậy thì mình đánh giá khá là tốt, nhưng mà với phần chống nước ở phía bên trong này nó khá là mỏng. Cho nên là khi mà anh em sử dụng mà anh em có đựng những cái vật gì đó nhọn thì nó khá là dễ bị rách và gây ra có thể nước có thể vào trong. Cho nên là mình nghĩ là anh em hết sức phải lưu ý khoản này. Và để so sánh với những hiện tại những cái mẫu mà Trick đang bán, ví dụ như Kikra hoặc là Enduriston, thì theo mình thì chất lượng của nó nằm ở mức đúng với giá tiền, hợp lý với giá tiền thôi. Chứ còn về chất lượng thì mình nghĩ nếu anh em có muốn đầu tư và sử dụng lâu dài thì Kikra hay Enduriston cũng là có lựa chọn hợp lý hơn. Và với cái túi này khi mà có cái ba ga ở phần hông ấy, anh em rất là đơn giản là có thể giằng vào thôi. Đây là phần dây để khi anh em sử dụng ấy, em đang chỉnh cho nó phù hợp. Khóa được làm giống như D-ring thì mình thấy là cái độ chắc chắn của nó rất là tốt nha. Nhất là anh em ràng đang chỉnh vào hai cái dây này ở phía trên, và sau đó ở phía hai ba ga anh em chỉ cần giằng cái này vào. Phần ở dưới túi em sẽ có tận là 4 cái dây thì anh em cố định vào mỗi phần ba ga ở đây. Và với cái chiếc túi này thì anh em có thêm một cái phần dây màu đen cái này nữa, giữ được cái túi này khi mà không trong trạng thái mà ấy nó có thể cố định được. Anh em có thấy được là khi mà để phía đằng sau yên ấy thì chúng ta có thể thấy được ấy, là người phía sau ấy sẽ bị cộm rất là nhiều. Anh em nên có một cái đệm ở phía đằng sau. Và anh em có thể nhìn tổng quan xe khi mà gắn lên xe sẽ như thế nào. Mark Fox họ cũng có nói là chiếc túi này anh em có thể gắn với những chiếc xe không có ba ga. Anh em chỉ cần để lên yên, khóa lại, có thể tăng chỉnh cái phần này. Họ có một cái dây để có thể cố định móc vào đây, là trong trường hợp anh em bỏ này hành lý chất xuống cái này này thì cái dây này cố định là nó sẽ không bị vung ra vung vào này, anh không bị vung vào đây. Không chắc chắn được túi này nó có khả năng nó bị di chuyển nếu mà anh em đi solo ấy, khả năng bị di chuyển vì không có gì cố định ở đây cả. Theo mình ấy, nếu chạy túi này thì vẫn anh em có thể đặt ở phía dưới yên để đảm bảo cái sự an toàn khi mà anh em di chuyển tốc độ cao không bị dịch chuyển cái túi này. Xe này thì để bảo tua cá đuối. Con này mà được nổ máy thì thôi nét càng luôn. Mark Fox này khi mà anh em di chuyển vào rất đơn giản, thì cần xách túi lên. Mọi người đã theo dõi phần giới thiệu mình vừa rồi, hy vọng có nhu cầu về mua hàng mọi người có thể đến trực tiếp tại store tại Tunic ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, hoặc là mọi người có nhu cầu về mua hàng thì tại Tunic cũng đang có ở trên các sàn thương mại điện tử. Mình sẽ để tất cả mọi cái đường link ở phía dưới. Anh em có nhu cầu hay thắc mắc về những sản phẩm nào có thể để lại bình luận cho mình có thể giải đáp tất cả mọi thứ thắc mắc cho anh em.
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là Chris đến từ Tunic.